Đây là cả nhà. Cua. Này con cua cái cả nhà ơi. Con ếch cả nhà ơi. Nha. Con ếch. Quá trời ngon rồi cả nhà ơi, con dòm rồi cả nhà. Gạch không rồi cả nhà. Nè. Cua này người ta gọi bằng cua cốm nè cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay do trời bão cho nên mình sẽ chuyển hướng vô đây nè cả nhà. Đây là cái rừng ngập mặn cả nhà ơi, rừng ngập mặn ở trong này. Cái rừng này bao quanh khoảng cả 100 hecta là cả nhà. Mình sẽ vô đây mình sinh tồn, mình tự kiếm sống ở trong này cả nhà. Mình sẽ không đem theo gì hết á, mình tự kiếm thức ăn trong này luôn cả nhà. Khoảng 2 ngày 1 đêm mình ở trong này nghe cả nhà. Vậy cả nhà xem mình làm thế nào để sống trong cái rừng ngập mặn này mà không có thức ăn nghe cả nhà. Đây là phần 2 tiếp theo của phần 1 nghe cả nhà. Mời cả nhà coi phần 2 nghe cả nhà. Nè, nước ròng quá cả nhà. Cả nhà thấy nước ròng không? Sớm mình lội chỗ này, mình lội ngang mắt đùi nè cả nhà. Ở dưới này thì chỗ này thì sớm chỗ này thì mình lội ngang mắt đùi nè. Ở dưới đó thì nó khoảng ngang lưng quần luôn cả nhà, gần tới gúng cả nhà. Giờ nè, nước ròng thấy đất luôn nè cả nhà, thấy không? Nè. Mình sẽ đi gọi, mình sẽ đi kiếm ở trên, mình đi lên trên nước. Mình đi vô trong cái chỗ hồi sớm mình đi lên đó cả nhà, chỗ kẹt kẹt hồi sớm đó cả nhà. Mình thấy cái gì mình sẽ quay cho cả nhà xem. Hồi sớm mình bắt dọp ngay chân chỗ này nè cả nhà. Giờ này thì mình không có bắt dọp nữa, mình đi kiếm cua. Mình theo cái đường này có không cả nhà? Cá bóng cả nhà ơi. Này cả nhà thấy không? Cá bóng. Nhốt hết trơn mà nhỏ nhỏ, nhỏ quá nhỏ. Ủa. Cái gì mà cạn dữ vậy ta? Hồi sớm mình đi cái đường này nè cả nhà, cái dấu giò nè cả nhà. Sớm đi nước không mà bây giờ khô gan luôn cả nhà. Bởi vì ở trong này không có dợp rồi có ở ngoài kia không à. Bây giờ nhỏ con lớn con chui qua cái lỗ này không lọt. Đây con bà khía nè cả nhà, thấy không cả nhà? Nè nè, mình gọi ngay cho cái đèn của mình luôn nè. Mình sẽ lấy cái dao mình chặn lại, không biết được không? Lấy cái dao mình chặn cái miệng hang lại, không cho nó vô hang nha cả nhà. Đó, được rồi đó cả nhà, nó chạy nè. Dính rồi cả nhà ơi. Đây. Mình không có cái gì đựng hết trơn cả nhà ơi, không biết làm sao luôn. Mình sẽ không có gì đựng, không biết làm sao luôn, mình sẽ nhét cái đó ở đây. Nhét nó xuống đây. Một chút về mình gom. Kiếm cái gì mình gom. Nè cả nhà, da kẹp. Nè cả nhà thấy không? Nó kẹp ngay trong ngón tay giữa. Để nó xuống mình đè đất lại. Về mình sẽ gom. Đó. Mình lấy cái cây. Mũi quá cả nhà ơi. Đây. Mình đi tới đâu mình lấy cái cây.
mình cầm ở đây để mình biết mình để cái con ba khía ở đây nha cả nhà. Lấy cái cây mình cầm đây, mình làm dấu về cái mình môi nó lên mình bắt. Này con nhái này cả nhà thấy không cả nhà? Đó đó nó nhảy rồi. Đây bà khía nó cả nhà ơi. Bà khía lớn quá. Nó chui vô hang này đó. Này, này cả nhà. Thấy cái chân nó không? Lớn quá, không biết làm sao, nó chạy vô rồi. Rồi chạy vô hang luôn cả nhà ơi. Cái hang này mình môi không được nha cả nhà. Ban ngày á mình đào cái này nè, ban ngày á mình đào cái này nè, mình thọt vô mình môi mới được cả nhà ơi. Giờ tối này mình có một tay à, không có môi nó được. Nhờ có cái đường nước này nè cả nhà, chút nữa mình đi theo đường nước mình về, chứ vô đây rồi là không biết gì đường về dòi đâu cả nhà ơi. Vô đây chỗ nào giống chỗ nấy à. Nhờ cái đường nước này chút nữa mình về mình sẽ đi theo cái đường nước này mình về, mình theo dấu dò. Ba khía thì nó này, cái con gắn này cả nhà, nhà thấy gắn không? Gắn này con đẻn biển nha cả nhà, nó nhỏ xíu xíu à. Chỗ mình gọi nè, đây nữa cả nhà ơi, con đẻn biển nhỏ xíu nè cả nhà. Ở đây sao con lại nhiều thế, phải con nó lớn lớn, nó lớn lớn bằng ngón trỏ cái mình sẽ bắt mình ăn luôn nha cả nhà. Con này ăn được nhưng mà nó nhỏ quá mình không có bắt nè cả nhà, thấy không nè, quá nhỏ luôn. Ở đây là không có nghe tiếng chim kêu luôn cả nhà ơi. Ban ngày ban đêm cũng không nghe tiếng chim kêu luôn. Tới đây chắc mình đi xuống quá cả nhà ơi. Ở trên này chắc không có gì đâu. Ở trên này hơi sớm, nước lớn nó tràn lên trên này, rồi mình đi ngược nước. Giờ nước rộng nó xuống là mình đi ngược nước. Bây giờ nó khô luôn cả nhà ơi. Mình đi ra. Để tới chỗ mình giấu con ba khía nè cả nhà, mình sẽ môi nó lên, mình đem ra ngoài mình bỏ cái chỗ khác nữa. Chứ mình để đây hồi mình mất công quay lại tiệm nữa cả nhà, mình sẽ đi ra lấy đất mình ốp nó lại cho nó đừng có chạy. Mình ra tới đây nè cả nhà, cái chỗ nước sâu nè, mình sẽ để cái con ba khía ở đây, mình đi tìm tiếp cả nhà. Con nhái ngay đây ánh đèn nè cả nhà. Mấy con này mình không bắt nha cả nhà. Lúng quá cả nhà ơi. Cũng tới lưng quần luôn. Cái gì đây? Cái rễ cây cả nhà ơi.
mình tưởng nó anh dài, nhưng hạch anh dài luôn nè cả nhà, tưởng đâu vô rồi, nước đục quá cả nhà, không thấy, rồi vừa trong mé không thấy thôi. Nè cả nhà, quá trên nhiều nè cả nhà, đây con nó nè cả nhà, mà thấy không? Mình gọi chân ánh đèn nè cả nhà, con nhái con, con nhái này lớn rồi cả nhà, con này có nhiều, sợ sợ ớt ăn mà bá cháy bự chét luôn cả nhà ơi. Nó dạng rồi cả nhà, mình làm động gì mà nó không nhảy luôn nè. Không thèm nhảy luôn, sát bên luôn, không thèm nhảy luôn, đứng nó kênh luôn cả nhà. Con để biển cả nhà ơi, nè ngay ánh đèn này cả nhà, nó nhỏ à, nó không lớn. Này là con còng, ở đây là hoàn toàn nước mặn, không có miếng nước ngọt nào cho nghe cả nhà. Ở đây là gừng ngập mặn nha cả nhà, hồi sớm mình đi vô nó ngập tới mí bờ chỗ này nè cả nhà, tới mí đèn này cả nhà, bây giờ nó rút ra còn có nhiêu nước nè, mình không biết cái đường này nó về đâu luôn, nước đục quá không thấy cua cả nhà ơi. Đây nè cả nhà, quá trời nhiều nè, nè nè, nó nè cả nhà thấy không? Con này hơi lớn chút xíu nè cả nhà. Nè. Con này nó hơi lớn chút xíu. Con kia nhỏ quá. Nè cả nhà, nó bò nè. Nè thấy không? Nè. Gần gần gần. Ở trên đó con nhái nó kìa cả nhà. Ở đây nhiều quá, chắc mình tức mình bắt luôn quá, bắt ngộ bụng nướng nướng ăn nguyên da luôn. Đây nè cả nhà, nó được cái mỏ nó lên nè, nó ngóng lên nó nhìn nè, mà sớm mình nói không bắt rồi, thấy quá trời nhiều. Tôm, tôm nhỏ nhỏ không cả nhà ơi, không có tôm bự. Ở đây nước ra vô, bây giờ có tôm, chỗ nào nó có tôm sống được là chỗ đó nước nó sạch nha cả nhà. Trước ở đây cũng không có dơ, không có thối nước, nó chảy vô chảy ra. Ý, cái hang không có cả nhà, cái hang này không có dấu bò vô bò ra. Đây cái hang nữa nè, cái chỗ này chắc có ai vô bắt cua rồi cả nhà ơi. Cái hang nó bóng ở trên, có cái dấu thọt tay vô cả nhà. Đây nè, bà khía nè cả nhà nè, cả nhà thấy không, ở trong cái hang nè. Cả nhà, nó đưa cái giò ra nè cả nhà, nó mất cái cây ở trên không biết sao mà mình chặn nó được nó cả nhà, rồi chui vô luôn rồi. Cái sáng mình bỏ máy quay ở trên bờ, mình hai tay mình bươi mình sẽ bắt nó, nước quá trời lúng rồi cả nhà. Sình quá, sình bụng quá, bụng lúng quá lúng. Đây cái hang, cái hang này không có con gì trong này luôn đó nha, không có cái dấu bò vô bò ra. Quá trời tôm, nó nhỏ quá trời cả nhà, thấy không? Cái con mắt nó như cái ánh đèn vậy nè.
thấy sáng giới như cái đèn xe bốn bánh vậy nè. Đây nè cả nhà, con tôm nhỏ xíu à, quá trời nhiều luôn. Đây nè cả nhà, trước mũi cái dao nè cả nhà. Chim chép nhỏ xíu mà mình không có bắt nữa cả nhà. Quá trời mũi cắn à, mũi nó bu đầy ngửi chân cả nhà ơi, bu đen hết chân rồi cả nhà. Quá trời tôm rồi cả nhà ơi, tôm này phải, mình biết ở đường này có cái kinh chỗ này là mình đi theo cái mang theo cái lú rồi cả nhà. Mình đặt ở đây là sáng có ăn rồi, quá trời nhiều rồi nè, đỏ nước hết trơn. Đây con nhái luôn, không bắt mà gặp, mà kiếm con bắt thôi không gặp. Quá mũi rồi, đây nữa nè cả nhà, không bắt mà gặp nữa nè cả nhà, điện biển nhỏ nữa nè cả nhà, đèn nữa nè cả nhà, thấy tôm đỏ hết trơn nè cả nhà, đỏ nước hết trơn, không có cách nào để bắt, không có cách đem theo cái gì hết cả nhà ơi. Mũi cắn quá cả nhà ơi, tối nay mình thua rồi, không có bắt được con cua nào đâu cả nhà. Sáng mình sẽ đi tìm thức ăn sớm cả nhà ơi, mình sẽ đi tìm thức ăn sớm mình quay cho cả nhà coi nha. Mũi quá mũi cả nhà ơi, rồi nãy giờ không có gì luôn. Đây nữa, đây nữa nè cả nhà, nhái con bắt mấy ảnh rồi, gặp mấy ảnh quá trời nhiều. Hồi sớm mình nói cái miệng mình gặp cái gì bắt cái nấy, là nãy giờ mình bắt hết trơn luôn rồi cả nhà. Hồi sớm mình gặp cái mình nói mình không bắt, cho nên không bắt luôn. Thôi mình lên cửa mình thay cái bộ đồ dài của mình ngủ cả nhà ơi, quá trời mũi cắn nè, chịu hết nổi luôn cả nhà. Cho nên nó đu đang thù lùi cho cả nhà ơi. Giờ mình đốt cái đống ung ở đây cả nhà, đốt cái đống ung ở chỗ mình nãy mình nướng hải sản mình ăn nè cả nhà. Mình đốt đống ung ở đây chứ mình đốt nhang mũi hai góc cả nhà, mình ngủ ở đây đốt đống ung với nhang mũi nó mới chịu nổi cả nhà. Sớm giờ mũi cắn mình quá trời cắn á, cắn nó vuốt mặt vuốt tay không kịp luôn. Ở đây người dân địa phương đã nói mũi dữ lắm cả nhà, cho nên mình đem theo nhang mũi, nhang đốt nhang mũi với súp beo tha mình nữa cả nhà. Chào buổi sáng cả nhà ơi, hồi tối mình ngủ ở đây cả nhà, tối mình ngủ ở đây không có mưa nhưng mà gió nó lạnh quá cả nhà ơi, không có mưa mà gió lạnh quá, lạnh luôn. Mình ngủ tối mình lạnh quá, mình lấy cái này nè cả nhà, mình chặt mấy cái đầu dừa này cả nhà, mình chặt nhóc hết trơn này cả nhà, mình chùm đợi làm mền, lạnh quá chứ nó mũi nữa cả nhà. Mình đốt nhang mũi bốn góc luôn cả nhà, đốt nhang mũi bốn góc luôn rồi đó, cái đống ung nữa rồi mà nó dẫn mũi cắn, mà lạnh nữa mình chặt mấy cái đầu dừa này nè cả nhà, chặt một đống luôn nè, mình chùm vô gian như là con chuột ở trong cái bụi vậy đó cả nhà. Nhờ có mấy cái đào nè mình chùm lên, không thôi tối lạnh cúm luôn cả nhà, vừa đau bụng nữa, vừa ăn ba cái con dợp á cả nhà, ăn ba con dợp mà nướng còn sống chưa chín cả nhà, ăn ba con dợp đó tối đau bụng quá. Nhờ có chai dầu sức, không có chai dầu là tối mình bỏ cuộc luôn cả nhà.
gán gượng rồi sáng nay nó bớt ngủ luôn, quên luôn đó nha. Tối nhờ mấy cái lá này nữa đó nha, nhờ mấy cái lá này mình chùm lên, chùm lên y gan như là cái con chuột mà mình chui vô trong cái mấy cái đống gom vậy đó cả nhà. Giờ mình sẽ đi tìm thức ăn cho ngày thứ hai cả nhà ơi. Hôm nay chắc sáng này nước cũng không lớn nha cả nhà, nước thì rồng nó mới lớn vô cả nhà ơi, cho nên mình tranh thủ đi tìm thức ăn, mình tranh thủ đi tìm thức ăn thì có được cái gì đó mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đây nè cả nhà, mình đi kiếm là sớm giờ cũng được cái hang cả nhà ơi, cái hang cua, cái hang này là chắc chắn có cua luôn cả nhà. Cả nhà thấy cái hang không? Tại cái dấu nó bò vô bò ra nè cả nhà, cái dấu. Để mình sẽ để cái máy quay trên bờ đào cho cả nhà coi. Không gà cả nhà ơi, đây là cả nhà cua, này con cua cái cả nhà ơi, cua này cũng nhỏ không bự rồi gãy càng luôn cả nhà ơi. Nè, mình sẽ tìm dây mình chói nữa cả nhà, dây để càng luôn rồi cả nhà, để nguyên hết trơn rồi. Mình không có chuyên nghiệp về bắt cua, chuyên nghề bắt cua cả nhà ơi, các bạn bắt cua thông cảm giùm mình nha. Đây mình sẽ đè nó xuống, mình đạp nó xuống cả nhà, chối lại. Bây giờ cọng dây này không biết chối hay đủ luôn. Cua này chắc được lạng được 100g quá nhà, không lên đi sinh tồn mà có gì ăn được cái nấy, đỡ cái nấy cả nhà, có ăn là hên rồi cả nhà ơi. Đó, đây mấy bạn bắt cua, mấy bạn chối hay lắm, mình thì không có biết chối cua này cả nhà. Kẹp dây ghê vậy.
mũi quá cả nhà. Bây giờ nè, bu nè, cắn bấy nhạy tay chân cái trơn cả nhà. Rồi xong. Thôi cả nhà, cô cứng ngắc luôn, cô thiên nhiên cả nhà ơi. Rồi xúc ra luôn rồi. Đây. Mày xúc quá. Đây là cái cọng dây thun để bịt cái dao của mình lại nè cả nhà. Mình sẽ lấy cọng dây thun này mình chối nó luôn. Đó. Êm không cả nhà. Mình đi tìm thức ăn tiếp cả nhà ơi. Rửa tay đằng tắt máy quay. Mình đi tìm có nữa mình sẽ quay cho cả nhà coi nghe nha. Con ếch cả nhà ơi. Nha. Con ếch. Mình lội tới đây nè. Lội tới đây nè nhà. Nó đâu dưới giò nó nhảy qua đó. Con ếch nè cả nhà. Con ếch. Mệt. Đây. Đây là con ếch với hai con cua nha cả nhà. Nè cả nhà. Đây con ếch. Mà hai con cua nè cả nhà. Cua thiên nhiên này rất là ngon cả nhà. Cua này chiều qua mình cũng bắt được hai con. Mình ăn thịt không rồi cả nhà. Do cua thiên nhiên ở đây nó sống nó lâu lớn cả nhà, cho nên thịt chắc dữ lắm. Đây là con ếch nữa nè, nhà đâu hên hên có con ếch nữa cả nhà. Mình sẽ nướng làm thức ăn buổi ăn thứ hai của mình cả nhà. Mình nướng xong mình mời cả nhà ăn cùng mình nha. Bữa nay mình không có bắt dợp nữa cả nhà ơi. Hồi hôm qua buổi chiều gần tối ở nhà ăn dợp mình nướng chưa chín, có nước còn nước ở trong nhà mình nướng chưa chín, ăn vô tối đau bụng quá cả nhà ơi. Hên là chiều qua mình có đem theo cái chai dầu màu vàng vàng đó cả nhà, nếu không có thì bỏ cuộc luôn, đi về luôn rồi cả nhà. Hồi tối ăn dợp nó chưa chín nữa nha, còn sống nó còn nước á, rồi mình ăn vô đau bụng quá nha, cho nên hôm nay mình sợ không dám ăn dọp nữa nha. Mình bắt được hai con cua với con ếch này là đủ ăn từ đây tới chiều nha cả nhà. Mình ăn cái này là đủ no tới chiều à, tới chiều khoảng 4-5 giờ chiều mình sẽ về nha cả nhà. Là hồi hôm qua mình đi là 10 giờ mấy rồi đó cả nhà, tới đây là 10 giờ mấy rồi đó cả nhà. Cho nên hôm nay tới chiều nay là mình sẽ về cả nhà.
ếch với cua chín hết trơn rồi cả nhà ơi. Nè, chín hết rồi cả nhà. Mình là dân biển đảo Kiên Giang nha cả nhà. Mình là dân Kiên Giang, từ nhỏ lớn mình sống gần biển gần đảo cho nên mình cái môi trường nào mình cũng sống được hết trơn cả nhà. Để mình ở trên đảo cũng sống được, lên trên biển cũng sống được, mà vô rừng, vô sát lá, vô rừng trên núi sống cũng rất là dễ nha cả nhà. Mình dân miền Tây cho nên bỏ mình ở môi trường nào mình cũng sống được cả nhà ơi. Từ nhỏ lớn sống về dựa về biển đảo, núi hòn này kia cả nhà, rừng. Nè cả nhà. Đùi ếch. Mình sinh tồn thì mình ăn hết trơn luôn cả nhà. Mình đi sinh tồn là mình bắt gặp con gì bắt con nấy ăn cả nhà ơi. Mình không bắt ăn là đói đó cả nhà. Sinh tồn cho nên gặp con nào cũng bắt hết. Thường thường thì mình không có bắt ăn mấy con này nha cả nhà. Mời cả nhà. Quá thì ngọt, quá thì ngon cả nhà. Đang đói nữa. Đang đói nữa ăn cái này ngon quá cả nhà. Hồi sớm giờ mình không có ăn gì hết trơn á. Mình đi kiếm tới giờ tối rung hết trơn. Bị mũi cắn cả nhà. Sáng giờ mũi cắn quá trời. Hồi tối ăn mấy con dợp mình nướng chưa chín đó cả nhà. Đau bụng quá cả nhà. Hồi tối nhà có chai dầu mình thức. Khoảng nửa tiếng sau đỡ. Mình gán gượng tới sáng. Mình đi bắt đầu ăn nó đỡ. Không có chai dầu chắc mình bỏ cuộc luôn cả nhà, mình sẽ đi về luôn cả nhà ơi. Quá trời ngon rồi cả nhà ơi, con dòm rồi cả nhà. Gạch không rồi cả nhà. Nè. Cua này người ta gọi bằng cua cốm nè cả nhà. Nè, cả nhà nhìn dòm nè. Thịt gạch nữa cả nhà, cứng ngắc luôn. Ngon quá cua. Nè cả nhà thấy gạch không cả nhà? Cua thiên nhiên đó cả nhà ơi, ngon lắm. Nè. Cái này gạch ít rồi cả nhà, nó nhỏ, nó gạch ít rồi nha, chưa mấy lớn. Còn con này thì cái gạch màu vàng. Con này là gọi là cua cốm cả nhà. Mời cả nhà ăn cua cùng mình cả nhà ơi. Cái nhà cua này thịt chắc lội luôn rồi, cái nhà thấy thịt trong này, thịt nè cả nhà. Cua ở ngoài chợ người ta bán không có được như gì đâu nghe cả nhà. Cua này là mình bắt cua thiên nhiên mới được gì nè cả nhà. Cua ở ngoài chợ thịt không có chắc gì đâu chứ ít có gạch này lắm cả nhà. Quá ngọt rồi cả nhà. Đổi ăn cái này. Đổi nữa cả nhà. Ngọt quá ngọt. Thơm quá thơm luôn. Bảo có 10 bữa nay đó cả nhà. Cho nên mình không có dám quay sinh tồn ở ngoài đảo Quan đó nha. Mình sẽ quay ở đây một hai video mình sẽ về đảo làm clip sinh tồn ở ngoài đảo Quan nữa nha. Hiện ở ngoài đảo Quan có mười mấy đảo Quan nữa nha, mình mới có quay có ba đảo Quan nữa nha. Mình sẽ tiếp tục ra quay đảo Quan tiếp nha, sinh tồn ngoài đảo Quan tiếp. Mình sẽ chặt cái trái dừa này ra. Đây nè cả nhà. Mình
chặt trái dừa non này ra, cái mình cắt ngang như này cả nhà, đó, cắt ngang vậy là nó có nước ở trong này nè cả nhà, cái mình làm cái rãnh cả nhà, đây mình khui cái rãnh như nè, đó mình đổ vô cái chai này, đổ vô hết cái quầy dừa này là đủ uống từ đây tới chiều rồi cả nhà ơi nè, cả nhà thấy nước không? Nè cả nhà, sớm giờ mình lấy được nhiêu đây nè cả nhà. Mình tiếp tục lấy nữa cả nhà ơi. Nếu mình làm cái rãnh cái gì nè, mình đổ vô nó dễ để mình không có cái rãnh đổ ra ngoài á cả nhà. Đây đó. Thấy nước không? Góp gió thành bão, làm nhiều nó cũng có nhiều rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay thì cũng hoàn thành, tới giờ này, thời điểm này thì cũng hoàn thành 2 ngày 1 đêm rồi cả nhà. Giờ này là 5 giờ 28 phút rồi cả nhà ơi. 5 giờ 28 phút là ngày 17 giờ 28 rồi cả nhà. 5 giờ chiều á là mình hoàn thành 2 ngày 1 đêm rồi cả nhà ơi. Hôm nay do bão mình không có đi quay sinh tồn ở ngoài đảo Quan được cả nhà, cho nên mình vô đây mình quay ở trong rừng ngập mặn này cả nhà. Rừng ngập mặn này cũng giáp ranh với Campuchia cả nhà. Ở đây là biên giới Việt Nam của mình, qua cái cửa khẩu Việt Nam rồi tới cửa khẩu Campuchia luôn cả nhà. Ở đây cũng gần, ở đây qua Campuchia khoảng 2 cây số nó tới cả nhà ơi. Cái rừng này là rừng ngập mặn, nước rất là nhanh cả nhà, nước lên nhanh mà nó xuống cũng nhanh đó cả nhà, cho nên nó ở đây cũng dễ kiếm đồ ăn cả nhà ơi. Nếu cả nhà thấy mình làm hợp ý với cả nhà, làm tốt thì cả nhà cho mình xin một like và đăng ký kênh giúp mình nghe cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.